AFC Challenge League mùa giải 2024-2025 là phiên bản thứ 11 của giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hạng 3 do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức và là mùa giải đầu tiên kể từ khi nó được đổi tên từ AFC President Cup thành AFC Challenge League. Đây là phiên bản đầu tiên kể từ năm 2014, cùng thể thức được cải tiến. Đội vô địch sẽ được trao một suất trực tiếp tham dự vòng bảng AFC Champions League Tour mùa giải 2025-2026. 18 câu lạc bộ đến từ 18 quốc gia sẽ được chia làm 5 bảng theo khu vực Tây Á và Đông Á. Vòng bảng sẽ diễn ra từ 26 tháng 10 đến 2 tháng 11 năm 2024. Mỗi bảng đấu sẽ diễn ra tập trung tại một sân vận động. 8 đội sẽ tiến vào tứ kết của giai đoạn loại trực tiếp. Sau đây là tổng quan về 5 sân vận động tại vòng bảng AFC Challenge League mùa giải 2024-2025. Các trận đấu của bảng A diễn ra trên sân vận động Changli Mithang, nằm ở thủ đô Thimphu, Bhutan. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1974, sau đó được cải tạo từ năm 2007 đến 2019. Sức chứa của sân vận động Changli Mithang là 15.000 khán giả. Các trận đấu của bảng B diễn ra trên sân vận động Al Quwait Sport Club, nằm ở thủ đô Kuwait City, Kuwait. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1964. Sức chứa của sân vận động Al Quwait Sport Club là 12.350 khán giả. Các trận đấu của bảng C diễn ra trên sân vận động Al CF, nằm ở Sip, Oman. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2004. Sức chứa của sân vận động Al CF là 8.000 khán giả. Các trận đấu của bảng D diễn ra trên sân vận động Thu Unna, nằm ở Yangon, Myanmar. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1985. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2013. Sức chứa của sân vận động Thu Unna là 32.000 khán giả. Các trận đấu của bảng E diễn ra trên sân vận động MFF Football Center, nằm ở thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2002. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2013 và 2022. Sức chứa của sân vận động MFF Football Center là 5.000 khán giả.